chào các bạn đã trở lại với kênh của DVH ngày hôm nay nha. Thì hôm nay thì kênh của mình thì lên clip mới là mình mới về cái lô loa trầm DK. Cái con này nói thật với các bạn là DK tàu nhá. Không phải, các bạn không phải thắc mắc mà hỏi là hàng gì hay như nào cho nó mất thời gian. Đấy, mình cũng rất là rõ ràng luôn. Sơn con này sơn sần nhưng mà nhìn cái chất sơn nó lạ phết các bạn ạ. Sơn sần nhưng mà lại đấy, sờ cái có vết tay ngay này. Loa vừa bóc hộp ra, tay vừa sờ phát có vết ngay. Con này thì là hàng mới nguyên hộp nhá. Hàng mới nguyên hộp luôn, vừa mới bóc ra. Logo DK nó in chìm này. DK1800 BS1800 này, tay sách, hai bên tay sách. Con này thì là bát 30 các bạn nhé. Bát 30 thích hợp cho các cái phòng nghe nó khoảng tầm 30m² đổ xuống. Còn các cái phòng nó lớn hơn thì các bạn bắt buộc là phải chơi các cái dòng loa súp lớn hơn rồi. Không thể nào mà súp bé mà cho vào phòng to mà vẫn đòi nó hiệu quả thì chắc chắn là không có các bạn nhé. Con này thì ê căng đấy, ê căng màu vàng. Ê căng nó màu vàng này, bát nó màu vàng. Bát nó dạng kiểu như cái bát con B3 vàng đấy các bạn. Bát này rất giống bát B3. Lưới thì nó làm lưới sắt nó khác. Đây vừa về hàng đây. Chục quả các bạn. Đây vừa xếp vào cọc nhé. Vừa về chục quả các bạn nhé. Đây bây giờ thì mình sẽ mang vào trong nhà. Mang vào trong nhà và sẽ test thử ở chiếc này cho các bạn xem nha. Mời các bạn theo dõi. Mình vừa về vào nhà, bây giờ thì mình sẽ test cho các bạn nghe cái chiếc loa trầm này nhá. Đây là mình đang bật bằng cái đôi loa lời DVL con số 28 chưa bật trầm. Bây giờ thì sẽ tăng volume và sẽ bật trầm lên nhá các bạn nhá. Rồi cái này thì các bạn chú ý đeo tai nghe và để cảm nhận cái tiếng trầm nó rõ nét nhất nhá. Tại vì mình nghe qua điện thoại thì nó không rõ cái tiếng trầm lắm đâu. Đây đằng sau đã kết nối rồi. Đây, nguồn điện đã cắm rồi. Nguồn điện cắm rồi các bạn nhé. Cắm nguồn điện rồi này. Và cắm cái đường tín hiệu đỏ trắng này. Đấy, mình cắm qua cái đường đỏ trắng này nhá. Đỏ trắng này bắt đầu cắm lên đẩy lên vang này. Còn các bạn ở nhà cắm qua âm ly được. Cắm qua âm ly hay là cắm qua vang. Nếu cắm qua vang thì chỉ cần cắm một lỗ thôi. Cắm một dây thôi. Còn nếu cắm qua âm ly thì cắm hai dây các bạn nhá. Và bây giờ sẽ tăng volume lên và sẽ bật trầm lên cho các bạn nghe. Đây là đang chưa có trầm. Tăng volume lên xong bật trầm nhá. Vâng anh chiều nay áng mây nhẹ theo gió bay. Rồi bây giờ sẽ bật trầm lên nhá. Tăng volume lên nhá. Có trầm vào nghe nó phê hơn rất là nhiều luôn. Con này là loa trầm bát 30 này, bát nó đây các bạn nhìn này. Đấy, bát 30cm các bạn nhá. Cái màu vàng này là cái màng của nó đấy, nó cả cái gân nó màu đen, nó phải khoảng một khoảng như này nữa này, cái gân nữa các bạn nhìn này. Đấy thấy không? Cái màu vàng là cái màng nó còn viền còn gân nữa. Bát 30cm các bạn nhá. Giá rất là hợp lý, chỉ hơn 2 triệu thôi. Chỉ với hơn 2 triệu đồng các bạn đã có thể sở hữu được một chiếc loa trầm DK tàu. Rất là đẹp, nói cho nhìn hình thức đẹp quánh hay. Con này thì thấy bên nhà sản xuất báo là chạy bằng sò san ken.
Thì hẹn các bạn ở clip sau thì mình sẽ bung xác ra, mình sẽ tháo ruột ra cho các bạn và các bác xem. Đấy, con này sơn của nó thì sơn nó chất sơn nó khá là đẹp. Đấy nhìn này, sơn nó kiểu sơn chống chảy còn bóng nữa. Đây, để kích thước này. Mặt nó rơi vào tầm khoảng độ 38 39 phân các bạn nhá. Mặt tầm độ 38 39 phân. Sâu này, chắc là nó phải sâu đến 50 phân đấy, tại vì con này nhìn trông sâu, thùng nó sâu á, nên nhìn găng tay mình đặt vào đây. Rất là đẹp, chỉ hơn 2 triệu đồng thôi, hàng mới bảo hành 1 năm các bạn nhá. Đấy, các bạn có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với đội của DVH thì mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình. Và cái này thì là hàng mới bảo hành 1 năm, mình sẽ ship hàng tận nơi trên toàn quốc cho các bạn nhá. Dù các bạn có ở nơi đâu thì cứ hãy liên hệ với DVH thì để sở hữu cái chiếc loa trầm DK rất là đẹp như thế này. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của DVH nha. DVH xin kính chúc tất cả các bạn nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, thật là hạnh phúc. Và nhớ ấn đăng ký kênh của DVH để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.